Rạng sáng 24 tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1991 ở xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, sau khi trốn khỏi trại tạm giam công an tỉnh Hòa Bình. Sau 16 ngày kể từ khi trốn khỏi trại tạm giam, Tuấn đã lẩn trốn khắp nơi, đi dọc theo các con suối đường mòn từ Hòa Bình xuống Hà Nội. Đêm 23 tháng 10, Tuấn về nhà bố mẹ ở xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tuấn khai do thấy mức án quá cao nên sợ hãi và có hành vi trốn chạy. Trước đó, Tuấn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ, tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Sáng 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1965, có biệt danh Thảo Lụi, Bảy Thảo, cùng 5 bị cáo khác về tội hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2019, khi nghe tin ông MTB, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Thảo nói với Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất để đập phá tường rào thì tất cả đồng ý. Tại đây, Thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường thì Phương, Kim, Danh, Khôi, Cường đã dùng tay, chân xô đạp, dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường dài 38m có trị giá 11,4 triệu đồng bị sập đổ hoàn toàn. Hành vi của Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Quốc Cường, Phan Anh Kim, Lê Thuận Danh, Lê Minh Khôi đã xem thường pháp luật, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nguy hiểm cho xã hội. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10. Chiều 23 tháng 10, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh triệt phá chuyên án ma túy mang bí số MT-345, bắt hai đối tượng có liên quan. Thông tin ban đầu, tại km 40 492 trên quốc lộ 9 ở khóm 2 thị trấn Trom Plang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, các đơn vị chức năng cùng phối hợp truy đuổi cho dừng một xe máy không có biển kiểm soát. Người điều khiển xe máy là Bùi Công Tài, 23 tuổi, trú tại khối 4 thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đang tìm cách bỏ chạy thì bị tóm gọn. Kiểm tra trong người đối tượng Tài, phát hiện có gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Tài khai đã nhận vận chuyển thuê số ma túy để lấy 20 triệu đồng tiền công. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp tục bắt giữ đối tượng liên quan là Đặng Quang Nghĩa, 24 tuổi, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Hóa. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản giao Sở Lao động Thương binh Xã hội rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các nội dung về tăng cường công tác quản lý đối với trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ theo đề xuất của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, báo Sài Gòn Giải phóng đã có nhiều tin bài phản ánh về tình trạng người lang thang ăn xin xuất hiện trên nhiều tuyến đường gây phản cảm và làm mất trật tự an toàn giao thông. Trong các kiến nghị, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất công bố và triển khai sâu rộng đường dây nóng của thành phố về việc tiếp nhận thông tin liên quan tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ, có cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin chính xác kịp thời. Ngày 23 tháng 10, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành một số quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với các công ty nợ thuế quá hạn với số tiền nợ từ vài chục tỷ đến vài trăm tỷ đồng. Hàng loạt công ty bị cưỡng chế thuế với số tiền lớn như công ty cổ phần ETRA ENC ở quận 7 nợ thuế gần 66,7 tỷ đồng, công ty cổ phần xây dựng công nghiệp ở quận 1 nợ thuế lên đến hơn 300 tỷ đồng, công ty cổ phần Danh Khôi miền Nam nợ thuế quá hạn hơn 20 tỷ đồng, công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi Việt nợ quá hạn hơn 48 tỷ đồng, công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà nợ thuế trên 114 tỷ đồng.